Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồng Hồ. Và ở những video trước thì mình đã đánh giá cũng như review cho các bạn về dòng gaming Phoenix 6 series. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn như chia sẻ cho bạn cách để kết nối với lại cái chiếc gaming này với điện thoại và cũng như là những cái tính năng mà cái chiếc gaming Phoenix 6 này mang lại. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Trước khi bắt đầu video thì các bạn có thể nhấn nút chuông cũng như subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều dung hơn ở trên kênh nha. Thì bên trong của cái chiếc gaming Phoenix 6 này nó sẽ bao gồm cho mình đó là một sợi cắp sạc cũng như là sách hướng dẫn và để canh dán. Thì đối với cắp sạc thì mình sẽ cắm sạc vào như vậy. Đó, nó sẽ có tiếp điểm bên hông mà. Rồi mình sẽ cắm vào. Đó, cắm mạnh vào. Thì đầu còn lại thì mình sẽ ghim vào cái đốc sạc của nó. Và khi mà tháo ra thì các bạn lưu ý mình đó là mình sẽ nắm hai bên nha. Mình tháo ra nhẹ nhàng, đừng có lắc để dễ bị gãy cái chui ở đây nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý giúp mình. Và cái thứ hai nữa đó là về phần dây. Thì ở video trước thì mình cũng đã chia sẻ thì đối với dòng gaming Phoenix 6 này thì vẫn có thể thay dây được. Thì dây các bạn cũng có thể là liên hệ hãng để đặt mua hoặc là ở những cái trang web để có thể là mua cái dây này về thay tùy thích các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào bên trong của cái chiếc đồng hồ này. Thì nó sẽ bao gồm cho mình đó là 5 nút điều khiển chính ở đây. Đó, và ở đây nó sẽ không có sử dụng màn hình cảm ứng nha các bạn. Đó, mình sẽ sử dụng 5 cái nút này. Rồi thì nút bên trái này là nút like cũng như là nút để mình mở nguồn. Rồi còn nút ở giữa này là nút up cũng như là nút để mình vào menu. Rồi nút dưới này là nút down để điều chỉnh cái menu. Rồi bên hông là cái nút này để mình vào cái bên trong những cái bài tập. Rồi và nút cuối cùng là nút back là mình sẽ thoát ra ứng dụng. Đó, thì bây giờ mình sẽ khởi động lên cái chiếc đồng hồ này. Các mình sẽ nhấn giữ nút bên đây. Đó, màn hình nó sáng lên nè, thấy không? Rồi thì ở đây nó sẽ cho mình đó là chọn ngôn ngữ. Trên thiết bị điện thoại các bạn lưu ý giúp mình là mình sẽ vào trong phần App Store hoặc CH Play đều được. Và mình sẽ tải ứng dụng đó là Gaming Connect. Đó, thì khi mình tải ứng dụng này vào, mình sẽ mở ứng dụng này lên. Rồi mình bấm OK. Đó, thì đây nó sẽ cho mình là tạo tài khoản nè, đăng nhập nè. Đó, thì nếu mà bạn nào mà chưa có tài khoản thì bấm phần tạo tài khoản, còn bạn có rồi thì sẽ bấm vào phần đăng nhập. Rồi thì mình sẽ có rồi thì mình sẽ bấm vào đăng nhập nha. Rồi tiếp theo, rồi bây giờ mình sẽ nhập tài khoản của mình vào. Rồi thì khi mình đăng nhập xong thì nó sẽ báo cho mình là phần kết nối thiết bị nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ nha. Rồi mình sẽ bấm cái nút down nè để chọn ngôn ngữ. Thì đối với cái dòng gaming hiện tại được bán tại Thế Giới Động á là nó có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt luôn nha các bạn. Đó, rồi mình sẽ bấm vô ngôn ngữ Việt Nam nè. Rất dễ dàng cho các bạn có thể sử dụng như lựa chọn. Còn nếu mà những cái sản phẩm mà các bạn mua nội địa bên nước ngoài thì mình nghĩ nó sẽ không có ngôn ngữ tiếng Việt. Tới đây nó sẽ có cho mình đó là phần kết nối điện thoại nè. Thì mình có bấm chữ có nha. Đây, mình có thể chọn không. Có nè, bây giờ mình sẽ bấm nút này để lựa chọn. Có. Đó, thì bây giờ nó sẽ hướng dẫn mình là tải xuống Gaming Connect nè. Rồi, thì mình đã tải rồi. Bây giờ mình sẽ bật phần kết nối thiết bị. Thì ngay lập tức nó sẽ bắt cái tín hiệu liền. Và mình sẽ nhập cái mã số ở trên cái chiếc đồng hồ này vào. Rồi, mình sẽ bấm ghép đôi. Rồi, mình sẽ bấm cho phần cho phép luôn nha. Rồi, cho phép hiển thị thông báo. Rồi, chọn vô phần thay thế. Như trước đó mình cũng đã kết nối khá là nhiều cái thiết bị gaming nên nó sẽ báo cho mình là thay thế. Rồi chọn Next. Đó, nó sẽ hỏi mình nè, bạn thường ngủ khi nào và thức dậy khi nào. Thì mình có thể mình bấm vào đây để mình lựa chọn cái thời gian ngủ cũng như là thời gian thức để nó báo cho mình. Rồi mình lựa chọn cho qua đi. Rồi vị trí bật lên luôn, cho phép khi sử dụng ứng dụng. Rồi truy cập lịch, cho phép. Rồi đồng bộ. Tiếp tục. Rồi OK, như vậy là mình đã kết nối hoàn tất với lại cái chiếc đồng hồ này rồi. Ở đây nó sẽ báo cho mình là chúc mừng mình đã kết nối được với lại chiếc Gaming Phoenix 6 rồi nè. Rồi, thì nó sẽ báo cho mình là sẽ thiết lập những cái chương trình như là thêm ví Gaming Pay hoặc là thiết lập Live Chat nè. Đó, thì mình muốn thiết lập thì mình sẽ thiết lập đầy đủ trong đây. Ngoài ra thì mình thấy là đối với cái dòng Gaming Phoenix 6 này thì nó vẫn có hỗ trợ cho mình đó là cái Strava khi mà mình muốn kết nối. Đó, và mình chỉ cần tải cái dùng Strava này về. Đó, và kết nối thôi. Rồi thì đây là giao diện khi mà mình kết nối với lại cái chiếc đồng hồ.
thì nó sẽ gồm cho mình đó là phần nghèo của tôi. Thì trong đây nó sẽ hiển thị cho mình những cái chỉ số cũng như là thông tin đó, số bước đi nè, số calo nè, số lượng căng thẳng nè, vân vân, nó sẽ hiển thị hết ở trong đây. Rồi phần thử thách này là cho mình sẽ tham gia để mình chơi những cái thử thách ở trong đây. Rồi kế tiếp là phần lịch, thì đối với phần lịch này nó sẽ hiển thị cho mình theo từng ngày của mình đó. Ví dụ như mình hoạt động một ngày đó như thế nào thì mình có thể xem lại qua đây. Rồi phần bản tin thì nó sẽ hiển thị cho mình y chang là một ngày đó mình sẽ hoạt động như thế nào, mình sẽ bấm vào đó mình xem cụ thể hơn ở trong đây. Rồi và đối với cái phần bản tin này á, cái mục này á thì mình vẫn có thể thay đổi được nha các bạn. Đó thì mình sẽ bấm vô phần thêm nè. Rồi mình sẽ bấm ở góc trên này để mình thay đổi, thay vì mình không muốn bản tin nữa mình xóa đi. Rồi và mình sẽ thêm các bài luyện tập đi. Đó và ở đây nó chỉ cho mình thêm là 3 cái thôi nha các bạn. Ví dụ các bạn thêm cái nữa nè, nó sẽ không cho. Đó nó sẽ báo cho mình. Rồi mình sẽ chọn lưu lại. Thì lúc này nó sẽ hiển thị ở đây cái phần là bài tập luyện nè. Đó. Rồi và cuối cùng là phần thêm. Thì trong phần thêm này á, mình có thể mình thiết lập cho cái thiết bị đồng hồ của mình. Mình có thể xem cái hoạt động nè, thiết lập những hoạt động nè. Rồi kết nối danh bạ. Và có một điểm nữa là mình sẽ bấm vô phần an toàn và theo dõi để mình có thể là mình thiết lập tính năng an toàn ở trong đây. Đó, chọn chấp nhận. Thì lúc này đây mình có thể mình thêm cái số liên hệ khẩn cấp. Khi trong trường hợp mà mình có đang tập luyện mà mình có bị té ngã như thế nào đó thì nó sẽ liên hệ vào đây cho mình nha. Đó, mình sẽ bấm vào đây để mình thêm liên hệ. Rồi mình có thể bấm chỉnh sửa và mình thêm cái liên hệ nào khác. Điển hình là mình thêm vợ mình trong đây. Đó. Rồi. Hát ra. Rồi ngoài ra thì nó sẽ cho mình kết nối với lại cửa hàng Connect IQ nè. Đối với tính năng này thì mình có thể mình thay đổi mặt vân vân. Đó rồi Garmin Pay nè. Rồi thiết bị gaming. Đối với cái vấn đề mà thiết bị gaming này thì các bạn có thể thêm những cái chiếc đồng hồ gaming khác vào đây. Đó, các bạn sẽ chọn vào thêm thiết bị. Rồi nó sẽ quét và tìm cái thiết bị mà các bạn muốn kết nối vào đây. Thì lúc trước đó mình có thêm cái dòng Forerunner 235 cũng như là Gaming Lily đó ở trên đây. Và sau khi mà mình đã kết nối thì mình sẽ có thể bấm vô phần đồng bộ lại. Rồi ngoài ra thì ở trong phần ngày của tôi nè thì các bạn cũng có thể bấm ở trên góc trên này để có thể là xem cái thiết bị đồng hồ của mình. Đó ví dụ như là giao diện nè. Rồi mặt đồng hồ nè, thì như mình nói mình có thể tải thêm mặt đồng hồ qua cái ứng dụng. Đây, ứng dụng Connect IQ ở đây. Đó. Thì hôm nay mình có thể mình bấm vô phần Face It nè. Mình cài đặt cái hình nền, mình có thể mình chụp hoặc là mình lấy hình nền từ cái album ảnh của mình. Đó, rồi mình bấm vô phần cài đặt. Rồi như vậy là mình đã cài đặt xong. Rồi bây giờ mình sẽ bấm OK. Rồi như vậy là cái chiếc đồng hồ của mình đã được cài đặt cái mặt mà mình đã lấy hình ở bên trong cái chiếc điện thoại của mình. Rồi thì ở trên đồng hồ như lúc đầu mình có hướng dẫn thì ở đây nó sẽ là nút Light, là nút mình mở đèn lên. Đó, bật cũng như tắt đèn ở trên đây. Rồi và cái nút dưới này mình điều chỉnh vào menu cũng như là lên xuống up down nè. Đó và mình ở bên trong. Rồi và lúc này mình sẽ vào trong cái chế độ tập luyện. Đó và lúc cuối cùng là nút Back nè, ra ngoài ứng dụng. Rồi thì khi mà các bạn giữ cái nút ở trên đây thì nó sẽ cho phép mình truy cập nhanh vô những cái tác dụng như là tắt nguồn nè, rồi tiết kiệm pin nè, rồi điều khiển nhạc nè, đó vân vân. Rồi và phía dưới khi mà các bạn nhấn giữ chữ up nè, đó nó sẽ cho mình sẽ vào menu bên trong. Ví dụ như mình có thể thay đổi đồng hồ nè, rồi đồng hồ lịch sử vân vân, khá là nhiều trong đây. Rồi còn những cái nút khác thì mình chỉ tùy chỉnh thôi chứ mình không có vào bên trong được. Thì đối với khi mà mình nhấn mạnh vào đó thì các bạn có thể bấm cái nút bên phải nè để chọn lựa cái tính năng. Ví dụ như là tìm điện thoại đi. Đó, bấm vào đây. Đó, nó sẽ tìm điện thoại cho các bạn. Rồi, kế tiếp nhấn giữ nút này. Thì ở đây nó sẽ cho phép mình đó là thay mặt đồng hồ. Thì đối với dòng Garmin Fenix 6 này mình thấy nó khá là nhiều mặt đồng hồ khác nhau. Đó, các bạn tùy ý lựa chọn cũng như là thiết lập luôn nha các bạn. Ví dụ như các bạn chọn mặt này đi. Rồi, mình sẽ bấm OK. Thì thay vì bấm vô chữ áp dụng mình sẽ bấm vô phần tùy chỉnh nè. Rồi mình có thể tùy chỉnh mặt đồng hồ nè, rồi tùy chỉnh kim nè, đó rất là nhiều. Rồi dữ liệu nè, ví dụ như từng cái các bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu nào ở trên đây. Và sau khi mình đã thiết lập hết rồi thì mình sẽ bấm vô phần hoàn tất. Ngoài ra thì ở trong đây nó sẽ còn có cho mình những tính năng như là mình có thể là bấm vô phần đồng hồ thì nó có thể là cho mình thay đổi múi giờ nè, rồi cái chế độ stopwatch, bấm giờ thể thao nè, hẹn giờ nè, báo thức nè, các bạn có thể thiết lập hết ở trong đây luôn nha. Ngoài ra thì nó sẽ có phần lịch sử, nó sẽ hiển thị cho mình các hoạt động ở trong đây. Đó. Rồi, xuống nữa thì nó sẽ hiển thị cho mình là các hoạt động và ứng dụng. Đó. Thì đối với những hoạt động này là thông thường là mình leo núi. Đó thì mình sẽ sử dụng những tính năng này, nó sẽ phù hợp hơn.
Còn đối với hiện tại thì mình chạy bộ, chạy máy này kia thì mình thấy tính năng này nó cũng không có thực dụng cho lắm. Rồi thông tin người dùng, an toàn và theo dõi. Đó, như mình có nói là phần phát hiện sự cố nè. Đó, thì các bạn có thể bật những cái quá trình, ví dụ như các bạn chạy hay là đạp xe đạp, vân vân ở trong đây. Thì khi mà các bạn hoạt động như vậy mà nó có sự cố thì nó sẽ liên hệ như lúc nãy mình có hướng dẫn cho các bạn. Đó, liên hệ khẩn cấp nè. Rồi, tiếp theo là phần theo dõi hoạt động. Thì trong đây mình có thể bật cái theo dõi hoạt động của mình để cho cái chiếc đồng hồ nó theo dõi một cách tốt hơn. Điều hướng, rồi quản lý nguồn. Thì đối với phần quản lý nguồn này á, thì nó sẽ cho phép các bạn thiết lập cái chế độ tiết kiệm pin một cách tốt hơn. Thì cơ bản là cái thời gian sử dụng của cái chiếc đồng hồ này mình thấy rất là nhiều, tầm đâu đó là khoảng hơn 10-14 ngày. Thì nếu mà các bạn trong quá trình mà các bạn quên đem sạc thì các bạn có thể thiết lập cái quản lý nguồn này để nó có thể là sử dụng một cách lâu dài và tốt hơn. Rồi cuối cùng là phần hệ thống. Thì trong đây nó sẽ cho mình là thiết lập ngôn ngữ nè. Đó. Rồi, hoặc là các bạn có thể là tùy chọn cài đặt thời gian. Thì có nhiều bạn hỏi là muốn cài đặt thời gian lại như thế nào, thì các bạn sẽ bấm vào trong phần thời gian này. Đó, thì mình sẽ có thể là chọn định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ ở trong đây. Rồi, đặt thời gian thì theo mình á, thì mình sẽ chọn tự động thì nó sẽ đồng bộ theo cái GPS hoặc là đồng bộ theo cái điện thoại của mình. Còn nếu bạn nào muốn cài đặt thủ công thì sẽ bấm vào thủ công nè. Thì lúc này nó sẽ hiển thị thời gian đây, các bạn bấm vào đây để lựa chọn và cài đặt cái múi giờ mà các bạn muốn. Rồi, còn khi mình chọn tự động thì nó sẽ không có nha. Rồi, và cuối cùng là phần đồng bộ thời gian nè. Nó sẽ đồng bộ theo cái GPS để nó chính xác cái thời gian hơn. Đó. Rồi, ngoài ra còn cái nữa đó là phần đèn nền. Thì mình thấy rất là nhiều bạn quan tâm đối với cái dòng gaming Phoenix 6. Đó là khi mà mình hoạt động, mình giơ tay lên để sáng màn hình thì có được hay không? Thì mình sẽ vào trong đây để mình điều chỉnh. Đó là khi hoạt động nè. Đó, thì các phím bật, cảnh báo bật, chuyển động. Đó, trong phần chuyển động này nè thì nó sẽ cho mình ba cái lựa chọn: một là tắt đi, hai là bật, và ba là sau khi mặt trời lặn. Thì mặt trời lặn thì trời đã buổi tối, thì đương nhiên là cái mình có thể mình sử dụng tính năng này nó sẽ đỡ tiết kiệm pin hơn. Đó, còn các bạn nào muốn bật liên tục thì có thể bấm chỉ bật luôn. Đó, rồi thời gian chờ thì mình cũng có thể nâng lên thời gian chờ. Rồi, có thể nâng lên là 1 phút được nè. Đó, rồi độ sáng thì mình cũng có thể điều chỉnh độ sáng lên 100%. Đó, các bạn thấy không? Rất là sáng đúng không nè. Chế độ xem cũng như vậy luôn, thì mình có thể thiết lập từng cái hết. Đó, mình thấy cái này cũng khá là hay đối với cái vấn đề mà chiếc đồng hồ gaming của mình nó tiết kiệm đến nỗi mà nó sẽ hiển thị trong đây cho mình luôn là về cái phần chuyển động. Đó, sau khi mặt trời lặn, mình rất thích tính năng này. Đó. Rồi thì sau khi mà các bạn đeo vào tay á, thì các bạn cái này giơ tay lên á, nhưng mà các bạn phải giơ mạnh thì lúc này nó mới có chịu tác lực của cái chiếc đồng hồ, nó mới sáng màn hình lên nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý giúp mình cái vấn đề này. Tại vì nhiều khi các bạn giơ tay nhẹ quá thì nó cũng không có sáng lên đâu các bạn. Rồi. Đó, thấy không? Rồi, mình thử lại cho các bạn nha. Đó, rất là nhạy. Rồi, ngoài ra thì nó còn có phần âm thanh nè, mình có thể điều chỉnh âm thanh nút bấm ở đây. Rồi, không làm phiền, phím nhanh. Vân vân, khá là nhiều trong cái mục này. Thì mình cũng có thể thiết lập cũng như là reset đối với cái chiếc đồng hồ này. Đó, mình có thể reset xóa dữ liệu và cài đặt lại hết luôn, reset như ban đầu ở trong phần đây. Rồi, cập nhật phần mềm, mình có thể bấm để cập nhật những phiên bản mới ở trong cái chiếc đồng hồ này vẫn được. Rồi, và cuối cùng là phần giới thiệu. Đó, đó là những gì ở bên trong của phần menu. Còn nút up, nút down này là những cái phần để mình có thể mình xem cũng như theo dõi. Đây. Đó, ví dụ như là xem thời tiết nè, rồi mặt trời lặn nè. Rồi cái lượng cơ thể nè, battery, đó rất là nhiều. Rồi mình sẽ qua bài tập. Thì đối với bài tập mình sẽ nhấn ở bên đây để mình vào bên trong những cái bài tập. Thì khi mà mình mới vừa kết nối thì mình sẽ thiết lập, mình sẽ chọn những bài tập nào mà mình thường xuyên sử dụng. Đó, mình sẽ tích vào những cái bài tập nào mình thường xuyên sử dụng thì nó sẽ tốt hơn. Đây, sau khi đã lựa chọn hết rồi nha. Rồi các bạn sẽ bấm vô phần hoàn tất. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ thử chọn một bài tập cho các bạn. Đó, bấm chạy nè, bắt đầu. Rồi, thì khi các bạn đeo vô thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái nhịp tim ở đây. Rồi, dừng lại nha. Rồi, khi mình dừng lại thì nó sẽ hỏi mình liền nè. Đó, các bạn muốn tiếp tục hay là lưu hay là tiếp tục sau. Rồi, mình sẽ bấm vô phần lưu. Rồi, hoàn tất. Thì thông thường khi mà mình bấm hoàn tất xong thì ở trên cái chiếc điện thoại nè, nó sẽ đang đồng bộ dữ liệu vào cho mình. Đó, đã đồng bộ thành công rồi nè. Đó, mình sẽ xem ở trên đây.
cái dữ liệu mà mình vừa luyện tập ở trên đây rất là nhanh. Rồi ngoài ra thì nó còn có những cái tính năng như là điều khiển nhạc nè. Đó, thì đối với dòng Gaming Phoenix 6 nha, thì nó sẽ không có cho phép mình chép nhạc vào trong đây, mà mình chỉ có thể là sử dụng điều khiển nhạc mà thôi. Đó, các bạn lưu ý mình, và ở video trước thì mình cũng có nói vấn đề này rồi, cũng như là mình có hướng dẫn cho các bạn luôn cái cách mà chép nhạc. Đó, thì mình sẽ để link phía bên dưới, các bạn nào mà muốn sử dụng chép nhạc thì các bạn có thể là bấm vào đó. Còn riêng đối với dòng này thì mình có thể là chuyển phát nhạc mà thôi. Rồi, đó. Thì ở đây mình có thể mình điều chỉnh nè, tạm dừng nè. Rồi, tiếp theo, hoặc là mình có thể chọn xuống chuyển bài. Rồi, hoặc là mình có thể mình tăng giảm âm lượng ở trên đây nha. Đó, rất là dễ dàng đối với cái tính năng điều chỉnh nhạc này. Thì ở phía dưới này á, thì các bạn có thể là bấm để thêm nhiều tính năng khác nữa, hoặc là có thể xóa đi những cái tính năng mà các bạn không muốn xem. Đó, các bạn có thể bấm thêm ở đây. Ví dụ thêm calor nè, thêm căng thẳng nè, rồi hô hấp nè, vân vân. Các bạn có thể thêm hết ở trong đây. Nhiệt độ nè, rồi ngủ nè. Đó, thì khi thêm rồi thì nó sẽ nằm hết ở bên ngoài này. Rồi bây giờ mình sẽ test cái tính năng cuộc gọi của bên ứng dụng thứ ba, đó là Zalo cũng như là Messenger. Bởi vì cuộc gọi bình thường thì nó vẫn thông báo và cho phép mình chấp nhận cuộc gọi bình thường luôn. Và tin nhắn như vậy thì bây giờ đối với cái ứng dụng bên thứ ba như thế nào? Bây giờ mình sẽ test cho các bạn luôn nha. Rồi Messenger trước nè. Rồi thì có cuộc gọi Messenger tới thì nó cũng giống như trang gọi bình thường, là nó sẽ cho phép mình chấp nhận cuộc gọi hoặc là từ chối gọi ở đây. Tuy nhiên các bạn phải kết nối với lại cái tai nghe Bluetooth ở trên cái chiếc điện thoại thì mới có thể nghe gọi được nha các bạn. Rồi, và khi ngắt cuộc gọi nè, nó sẽ rung lên và báo cuộc gọi nhỏ từ Messenger. Đó, rất là hay. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cái tin nhắn của Messenger. Đó, khi cái tin nhắn tới thì các bạn cũng có thể thấy là cái phông chữ rất là rõ và màn hình rất là sáng luôn nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể dễ dàng đọc tin nhắn cũng như là mình sẽ biết cái ứng dụng nào gửi cho mình. Ở đây nó hiển thị biểu tượng Messenger nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái ứng dụng Zalo nha. Rồi thì đối với ứng dụng Zalo cũng như vậy luôn, nó sẽ cho phép mình là chấp nhận cuộc gọi cũng như là từ chối cuộc gọi ở đây. Rồi thì khi mà chấp nhận cuộc gọi thì nó sẽ sử dụng và nghe qua cái chiếc điện thoại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test tin nhắn luôn nha. Đó, thì khi tin nhắn tới thì ở đây thì nó sẽ không có hiển thị cái chữ Zalo nha, mà nó hiển thị cái tin nhắn y chang tin nhắn văn bản bình thường thôi. Và phông chữ này kia thì cũng rất là bình thường và nó sẽ rất là dễ dàng cho các bạn đọc luôn. Rồi, và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cũng như hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của chiếc đồng hồ Gaming Phoenix 6 này. Thì thực tế ra thì nó còn nhiều tính năng khác nữa. Tuy nhiên thì video thì rất là hạn chế, nên nếu mà các bạn cần quan tâm tới cái tính năng nào thì có thể comment phía bên dưới với mình nha. Mình sẽ cố gắng test cái tính năng đó cũng như là chia sẻ cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể nhấn nút chuông như subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị hơn ở trên kênh nha. Xin chào các bạn và hẹn các bạn trong các video tiếp theo. OMW, watch me walk away, putting myself on display. 1, 2.